ok, lại có một thêm một chiếc trang này đang vào nữa rồi nhá. Hôm nay mình vừa hát một chiếc trang này 8 lên. Anh Dũng ơi, anh cầm lấy lúc ăn. Rửa cái này là ăn tết. Rửa cái để đi ăn tết à? Ờ. Rửa cái là bác thay hết rồi. Đi. Thảo nghỉ chưa? Đi em ơi. Hả? Rửa cái ăn tết. Cắt thiên bàn người lắm. Ôi, nhà em đây này. Qua đồng chén mới mua thuốc lào 10.000 à 100.000 một lạng. Mỗi đây hút thịt cả ra này. Ai ngọt đáng quá. Cái lúc mà anh chạy xuống là đồng chén gì rồi. Thì mà ngồi nghiên cứu ai vậy? Xịt xịt trắng bẩn à? Ngồi nghiên cứu. Rồi đi là dắt tới xe lên. Tới lên khoảng 20 phân nữa. Ừ, cán bộ ở đâu lại tẹt 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 đấy. Đi loa thông báo rồi, tháo mũ. Ôi trời. Đó. Dẫn đây luôn, à, chạy lên. Một sáu một ba tư ngày hôm nay phải kiếm mấy trăm chiếc không hả? Không á, thôi cái lúc mà em vào đó vài chục cái rồi à, từ nãy giờ nữa. Su rớt. Còn chiếc Leve này nữa cho nó lên luôn. Nãy để có ông lại hỏi ô tô nữa. Ô tô là mời ông láo rượu ăn. Để mà bốc cái con máy rửa ra về nhà rửa là cũng đi là cũng ngon. Với cái tạch ông ngoại có công đỡ về chọc hoặc như ngô ra à. Rửa xe ngày có đào hả? Hôm qua mình rửa xe bị phá đố đây này á. Sơn tổng thời gian là 5 phút nữa là xong. Cứ mỗi lần là quay mỗi cái đít này 33892. Còn cái đít là khác xe đúng không? Khác xe luôn, ok luôn.
Đây là nhà em rửa hàng nghìn chiếc xe. Một ngày. Đúng rồi, tiền bỏ túi áo rồi ác quýn rồi gần nặng chịu xuống này gần đây. Bây giờ nhìn thấy là biết đấy đấy đấy, rửa xe mà tiền tiêu cả quyến. Ok.